Kênh Thuốc Nam Thuốc Bắc xin chào các bạn. Đừng quên bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè. Tắc tia sữa, sữa mẹ ít về, nứt củ gà đầu ti. 1. Tắc tia sữa. Bầu ngực cương cứng sữa không thoát ra được. Lấy một kiu ủa đu đủ non, bé bằng nắm tay trẻ bé, giã nát với một chút muối, đắp vào hai đầu ti toàn bộ cả vùng thâm, để khỏi rơi có thể băng dính lại, mặc áo trong vào. Khi nào thấy nóng ấm lên, tháo bỏ ra rửa kỹ lại bằng nước nóng pha muối, toàn bộ hai bầu ti nhất là đầu ti, thông thường là thông ngay lập tức. Nếu không thông là do làm chưa đúng hoặc chưa đủ nóng đã bỏ ra hoặc quả đu đủ quá to, nên để 4 giờ sau làm lại như thế 99% là thành công. 2. Sữa mẹ ít về. 70. 100g gạo tẻ trộn lẫn nếp cộng 1,5 lạng đậu xanh cả vỏ cộng 3-4 móng giò, tùy to hoặc nhỏ. Nếu dùng nồi áp suất thì cộng 2 lít nước, hầm bằng nồi thường cộng 2,5 lít. Hầm chín như ăn và uống như nước lọc, cả ngày hết chỗ đó. Dùng lòng bàn tay úp vào cả bầu ngực dây tròn 20-30 giây. Để cho hai bố con tranh nhau ti, ngày nhiều lần, kích thích sữa mẹ về, nhiều thì bố thôi. 2 ngày đầu mỗi ngày một nồi. Từ lần thứ 3 cách 1 hoặc 2 ngày làm một nồi. Không nên làm quá 5 nồi như vậy vì béo không dừng được. 3. Nứt củ gà đầu ti. Ngày 5-7 lần con ti xong rửa hoặc lau nước ấm nóng đầu ti rồi bôi dây kỹ dầu rửa vào. Khi con muốn ti, chỉ việc dùng khăn ướt, lau đầu ti, sạch bớt dầu rửa đi là được. Ngày thay áo trong ít nhất 3 lần, sau khi giặt sạch, trước khi gấp cho vào tủ cất và mỗi lần thay, dùng máy sấy tóc, sấy thật nóng trước khi mặc, giúp diệt khuẩn, nấm mốc trong áo, gây bệnh đi ngoài cho bé. 4. Cai sữa. Con không ti nữa nhưng sữa mẹ vẫn về, gây đau tức, nhức nhối. Có thể vắt, nặn ra một chút, rồi dùng đá lạnh, giã nát, bọc vào khăn dây xoa toàn bộ hai bầu ngực, đến khi hết nhức thì dừng lại. Lúc nào đầy và đau tức, lại nặn bớt ra chút ít, lại dây xóa bằng đá lạnh, ngày 3-5 lần, chỉ 2-3 ngày là hết. 5. Để cho bầu ngực hồng hào và rắn chắc trở lại. Ngày 4-5 lần dùng khăn nước nóng dây xoa kỹ hai bầu ngực, đầu ti thật kỹ rồi dùng dầu dừa mơ xa hai bầu ngực khoảng 3 phút, sau đó dùng khăn khô lau hết dầu dừa đi, không rửa, cho đỡ cảm giác nhờn nhờn khó chịu. Sau 4-6 tuần bầu ngực sẽ lại cao lên, rắn chắc, đầu ti hồng hào như thời con gái.